chào mừng các bạn đến với bản tin giá cà phê trên kênh Tre Garden. Mến chúc toàn thể nhà nông sức khỏe và ngày làm việc hiệu quả. Bản tin giá cà phê kính chúc toàn thể nhà nông có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả. Cập nhật giá cà phê hôm nay 8 tháng 9 năm 2023 tại thị trường trong nước. Ghi nhận vào lúc 7 giờ 5, giá cà phê hôm nay giảm 800 đồng. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 64.500 đồng. Kế đến là tỉnh Gia Lai với 64.900 đồng. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 65.300 đồng. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 65.500 đồng cao nhất trong các địa phương được khảo sát. Trên đây là bảng giá ngày 8 tháng 9 năm 2023 bản tin giá cà phê. Xin chào, hẹn gặp lại.